quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp chiều hôm nay với phần trình bày của Dương Nguyên Viên, Bảo Khanh và Tuyết Nha. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành và bảo trợ cho đài. Thưa quý vị, Ba Lan phản ứng về việc Liên minh Âu Châu nhượng bộ trả tiền khí đốt bằng đồng rúp như thế nào? Chính phủ Ba Lan mới đây bày tỏ sự không hài lòng với việc Liên minh Âu Châu cho phép thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Thủ tướng Ba Lan là Mateusz Morawiecki đã khẳng định sẽ không nhượng bộ trước yêu cầu của Nga về việc trả tiền khí đốt bằng đồng rúp. Trước đó, ngày 13 tháng 5, Ủy ban châu Âu đã lý giải cho việc một số nước phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga có thể thanh toán mặt hàng này mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Liên minh Âu Châu. Lập trường này được Đức và Pháp ủng hộ, trong khi Ba Lan và một số nước khác chỉ trích hành động này của Liên minh Âu Châu. Thủ tướng Ba Lan cũng bày tỏ sự thất vọng khi Liên minh Âu Châu có sự nhượng bộ nào đó đối với yêu cầu của Nga, không chỉ là một hay hai quốc gia thành viên mà một số nước muốn nhượng bộ thanh toán bằng đồng rúp. Đức vận động các thành viên khác của NATO đẩy nhanh việc kết nạp Phần Lan và Thụy Điển. Chỉ ít giờ sau khi Phần Lan chính thức tuyên bố là muốn xin gia nhập NATO, Thủ tướng của Thụy Điển chiều tối ngày 15 tháng 5 cũng đã ra thông báo là sẽ từ bỏ chính sách trung lập và ủng hộ việc Đức này trở thành thành viên của Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thông tin trong một cuộc họp báo được tổ chức chỉ ít giờ sau khi nước láng giềng Phần Lan đã chính thức xác nhập việc xin gia nhập NATO. Thủ tướng của Thụy Điển là bà Magdalena Andersson đã cho biết là đảng Dân Chủ Xã Hội cầm quyền của bà sẽ từ bỏ sự phản đối việc Thụy Điển gia nhập NATO từ suốt 73 năm qua và sẽ vận động các đảng phái khác trong Quốc hội của Thụy Điển ủng hộ cho việc đưa Thụy Điển trở thành thành viên của Liên minh quân sự này. Theo nữ thủ tướng của Thụy Điển, thì chính sách trung lập không tham gia vào các liên minh quân sự mà Thụy Điển đã duy trì suốt 200 năm qua, hiện không còn là một đảm bảo an ninh vững chắc cho Thụy Điển sau khi cuộc chiến tại Ukraine đã nổ ra, khiến cho cấu trúc an ninh tại châu Âu bị sụp đổ. Bà cũng nhận định, trong tương lai, việc Thụy Điển là quốc gia duy nhất quanh biển Baltic, không phải là thành viên của NATO, sẽ khiến cho nước này rơi vào tình thế dễ bị tổn thương trước các sức ép từ Nga, nên sau khi Phần Lan xin gia nhập NATO, Thụy Điển cũng cần hành động tương tự. Iran cân nhắc việc xuất cảng khí đốt cho Âu Châu. Giới chức Iran cho biết nước này đang xem xét khả năng xuất cảng khí đốt sang Âu Châu trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt. Iran đang nghiên cứu chủ đề này nhưng vẫn chưa đi đến kết luận. Thứ trưởng dầu mỏ Iran là Majid Chejani đã cho biết Iran luôn theo đuổi việc phát triển ngoại giao năng lượng và mở rộng thị trường. Đây là một trong những nước có trữ lượng khí đốt lớn nhất trên thế giới, nhưng ngành khai thác khí đốt của đất nước Trung Đông này lại bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ tái áp đặt sau khi rút khỏi thỏa thuận nguyên tử. Sau khi Nga phát động chiến tranh tại Ukraine ngày 24 tháng 2, giá dầu và khí đốt toàn cầu đã tăng vọt. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn sau khi hãng vận hành đường ống Ukraine ngày 10 tháng 5 thông báo dừng trung chuyển một phần khí đốt đến từ nước Nga. Hàng trăm hộ dân mòn mỏi chờ tái định cư, tin từ Việt Nam. Hơn 200 hộ dân nhường nhà đất để chủ đầu tư xây dựng bờ kè sông Cần Thơ, sau nhiều năm qua chưa được bố trí tái định cư và cuộc sống của họ đã gặp nhiều khó khăn. Hơn 3 năm trước, anh Trần Nhật Linh, 40 tuổi, đã giao ngôi nhà rộng hơn 100m² ở phường An Bình, quận Ninh Kiều để thành phố thực hiện công trình bờ kè sông Cần Thơ. Từ đó cho đến nay, gia đình anh gồm 3 người đã được chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Cần Thơ hỗ trợ cho mỗi tháng 2 triệu đồng. Thuê nhà trong hẻm ở phường An Bình sinh sống, chờ cấp nền tái định cư. Trước đây thì có nhà, tôi mở tiệm hớt tóc, có đồng ra đồng vào để nuôi vợ con. Còn khi giao mặt bằng đến nay thì đã thất nghiệp. Anh Linh đã nói và mong sớm được cấp nền tái định cư để cất nhà, ổn định lại cuộc sống. Những hộ dân trên thuộc dự án kè bờ sông Cần Thơ dài 5 km qua địa bàn các quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền. Công trình có tổng vốn là 810 tỷ đồng từ nguồn ODA do Cơ quan Phát triển của Pháp AFD tài trợ và là nguồn đối ứng của địa phương. Vào năm 2016, dự án đã được phê duyệt, thời gian thực hiện đến năm 2020. Sau khi hoàn thành, kỳ vọng giúp ngăn chặn sạt lở, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị vùng sông nước Cần Thơ. Tuy nhiên thì do nhiều nguyên nhân công trình đã chậm tiến độ, đội vốn, cho đến cuối năm 2021 mới triển khai hơn 38%.
Sau đó thì dự án đã được tăng thêm vốn hơn 284 tỷ đồng, thời gian thực hiện kéo dài đến hết năm 2023. Cá chết hàng trăm tấn trên sông Hậu, tin từ An Giang, hàng trăm tấn cá nuôi ở phường Vĩnh Ngươn ở Châu Đốc đã chết hàng loạt. Người nuôi phải đem bán tháo và giới chức cho biết rằng có thể là nguồn nước bị ô nhiễm. Bốn bè cá mè Vinh, cá he của chị Nguyễn Thị Phượng có biểu hiện bất thường và chết hàng loạt từ ngày 13 tháng 5. Ban đầu cá lờ đờ không bơi ngửa bụng và rồi chết hàng loạt. Chủ bè tách riêng số cá hư sang bè khác nhưng cá còn lại vẫn tiếp tục chết. Theo cô, số cá này nuôi 9 tháng ước lượng 60 tấn, chi phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Cá chết đã bị đưa ra để giảm giá 10 tới 30 ngàn đồng mỗi ký, trong khi giá thị trường là gấp 5, gấp 6. Gần đó, ba bè cá của cô Nguyễn Thị Hòa cũng chết số lượng tới 12 tấn. Số cá lăng nha đuôi đỏ, cá he với trọng lượng 1,5 kg tới 2 kg chuẩn bị đem bán thì lăn ra chết hàng loạt, thiệt hại hàng tỷ đồng. Chủ bè đã dùng hết các dụng cụ có sẵn để ướp nước đá nhưng lượng cá chết quá lớn phải đem đi bán tháo ra thị trường với giá rẻ mạt. California hỗ trợ tiền down và chi phí mortgage cho người mua nhà lần đầu. Theo đảng Dân Chủ tại Thượng viện của California đã đưa ra một chương trình hỗ trợ trị giá là 1 tỷ Mỹ Kim từ ngân sách của tiểu bang để giúp đỡ cho những người mua nhà lần đầu tiên về tiền down payment và chi phí mortgage. Có kế hoạch này giúp cho người dân có thu nhập từ thấp đến trung bình dễ có một cơ hội được sở hữu một căn nhà, theo nhật báo Los Angeles Times đưa tin. Trong năm 2021, nữ thượng nghị sĩ Toni Atkins của đảng Dân Chủ ở San Diego, người thường vụ thượng viện của tiểu bang California, đã khởi xướng ý tưởng của chính quyền tiểu bang đứng ra hỗ trợ những người dân lần đầu tiên mua nhà trong thời buổi thị trường bất động sản cạnh tranh gay gắt và các khoản chi phí phát sinh ngày càng gia tăng. Vào hôm thứ Tư, bà Atkins đã tuyên bố thêm một số thông tin chi tiết về chương trình hỗ trợ này. Đây sẽ là một khoản chi ngân sách của tiểu bang để cung cấp cho những người có dự định mua nhà vay một khoản tương đương là 17% giá mua nhà, giúp giảm chi phí vay tiền mua nhà. Số tiền này có thể giúp được khoảng 8.000 người mua nhà lần đầu mỗi năm, theo báo cáo của Ngân khố tiểu bang California STO và tổ chức vô vị lợi California Forward. Thưa quý khán giả, và bản tin địa phương vừa qua cũng tạm kết thúc chương trình tin tức tổng hợp chiều nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên cho quý vị lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Xin mời quý khách hàng liên lạc với số điện thoại quen thuộc 714-892-5717 để biết thêm chi tiết. Và xin chúc cho quý vị có một buổi chiều an lạc và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào quý vị.